Tập 15. Có bộ em vui chứ kìa, có ngon không? Đương nhiên rồi. Vì thực ra ăn gì không phải là quan trọng nhất, mà là ăn cùng ai mới là quan trọng nhất. Anh xem, họ ghen tị với em như vậy mà. Như với bộ dạng này của em, hình như hơi hạ thấp đẳng cấp của anh. Nói linh tinh, họ không biết thưởng thức là gì. Giọng hát của em còn đẹp hơn bất kỳ ai. Vậy anh nói xem, em có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng được không? Tất nhiên là có thể rồi. Vậy sau này em sẽ không còn sự riêng tư nữa. Em vẫn mong là một người bình thường hơn. Như vậy sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ những tháng ngày không được như bình thường cũng rất vui đó. Cũng như sự đầu nành với cháo quẩy này thôi. Anh thấy đó, nếu mỗi buổi sáng chúng ta đều ăn cháo quẩy đặt trên bàn ăn của chúng ta thì sẽ cảm thấy chúng rất bình thường. Nhưng mà nếu mỗi ngày cho anh ăn thịt, ăn cá thì anh sẽ rất nhớ chúng. Vì vậy nói, đời thường nhất, đơn giản nhất, có lẽ là đáng quý nhất. Em nói chuyện sao cứ một thôi một hồi vậy? Không phải có bài hát tên là Đậu Nành Cháo Quẩy sao? Cái nói đến chính là thứ tình yêu đơn giản nhất, lâu bền nhất. Em hát cho anh nghe. Được thôi. Em biết em và anh giống như đậu nành và cháo quẩy, phải ăn kèm với nhau thì mới ngon nhất. Anh cần nụ cười ngây ngô này của em. Em lại còn cần vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu phải như vậy thì mới không thể phai nhạt được. Thư viện ở Thượng Hải thực sự to hơn so với thư viện ở Quảng Châu. Xem ra anh thực sự rất ít khi đến thư viện. Bây giờ không phải tài liệu gì cũng có thể tìm được trên mạng sao? Lớp trưởng à, ai nói với anh đến thư viện nhất định là phải tìm tài liệu đâu chứ? Vẫn còn một mục đích nữa, gọi là hẹn hò. Ở thư viện không phải không được nói chuyện to hay sao? Anh biết thế nào gọi là vô danh thắng hữu thanh không? Anh biết không, khoảng thời gian học trung học ở Quảng Châu, em thường xuyên gặp anh ở thư viện, không dám ngồi xuống đọc sách cùng với anh, nhìn trộm anh ở một góc nào đó. Em thường nghĩ nếu có một ngày có thể cùng anh tới thư viện, ngồi đối diện nhau đọc sách một lần thôi cũng được rồi. Đó là một bức tranh không cần phải nói nhiều, rất yên tĩnh và rất đẹp. Trong tâm trí của em đã khao khát không biết bao nhiêu lần, nhưng mong muốn đó chưa từng được thực hiện. Ai nói là không thể thực hiện chứ? Bây giờ chúng ta đi đọc sách đi. Như vậy chẳng phải đã quá hợp lẽ rồi sao? Anh biết không, thư viện giống như mê cung vậy. Anh vào trước đi, em đếm tới 20 rồi em sẽ đi tìm anh. Em muốn chơi trốn tìm với anh sao? Em đếm đến 10 trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Anh ở đây. Sao em lại biết vậy? Vì anh đã từng nói khi anh làm một việc gì đó lần đầu thì anh sẽ làm việc anh thích nhất, quen thuộc nhất. Đó là quyển Tam Mao. Mẹ anh cũng rất thích quyển sách này. Cảm ơn em đã luôn để ý tới những điều đó. Có thể nói cho anh biết em thích đọc sách gì không? Em thích đọc Harry Potter tập 1, 2, 3, 4. Anh về rồi. Cho em này. Cảm ơn. Cẩn thận đó. Anh ngồi đi. Của anh nè. Anh sợ em ăn không quen. Loại này rất bình thường. Không đâu. Có cá, có rau, lại còn có thịt nữa. Rất đa dạng. Cảm ơn anh lớp trưởng Định nhất. Cảm ơn cái gì chứ. Đây là việc nên làm. Sống học được của họ. Nhưng rồi cũng có một ngày phải tốt nghiệp. Anh là một người theo chủ nghĩa bi quan, không lãng mạn. Vậy em là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, lạc quan sao? Tất nhiên rồi. Nếu không thì sao em có thể tự tin từ trước tới nay? Sao có thể thuyết phục được anh cùng em mặc bộ đồng phục mắc cười này hẹn hò? Trước đây trong ấn tượng của em, anh là một người không chủ động nắm tay con gái. Em biết tại sao không? Tay anh toát mồ hôi. Tay người con trai toát mồ hôi là vì anh ta đang hồi hộp. Anh không cần phải hồi hộp. Em còn hồi hộp hơn anh. Đến rồi. Cảm ơn anh đã bên em cả ngày hôm nay.
Thật sự em rất vui. Cái này cho anh. Đây là bức thư tình thứ hai em viết cho anh. Viết không hay, anh đừng cười em. Không đâu. Vậy thì hôm nay tan học rồi. Hẹn gặp lại. Anh Định Nhất, yên tâm đi. Ngày mai cô chú dặn cũng sẽ đến xem qua nhà hàng của chúng ta. Dù họ đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Anh hiểu rồi. Hôm nay anh hẹn họ thế nào? Rất vui. À phải rồi, đây là bức thư quen đã viết cho anh sau khi hẹn họ. Em xem nào. Lớp trưởng Định Nhất thân mến, lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò với anh, tâm trạng vừa phấn khích lại vừa phức tạp. Một chàng trai đẹp trai như vậy lại đối xử với một cô gái răng hô tốt như vậy. Nếu anh có cơ hội mở bức thư này ra, em chỉ muốn nói với anh, hôm nay em gái răng hô Tiểu Ngải vô địch, rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em một hồi ức tuyệt đẹp như vậy. Tốt quá rồi. Ánh trăng hôm nay rất sáng. Mọi vấn đề của anh đều đã có một sự khởi đầu mới. Chúc mừng anh. Em muốn nói gì vậy? Nếu vậy thì em viết thư tình cho Dương Đông Vũ đó đi. Thêm chút dạy nữ tính của em nữa. Anh nói cái gì chứ? Này, anh vì cái áo rách này đi, đủ bẩn rồi. Chiếc áo đồng phục này đã làm mê hoặc không ít trái tim cô gái đâu. Thật đó, Tiểu Địch, chị thực sự đã quay về thời trung học. Ngải Trương đi hẹn hò với Định Nhất sao? Tất nhiên rồi, tôi giống như một em gái răng hô, có thể hẹn hò cùng lớp trưởng Định Nhất, thực sự là chuyện rất hạnh phúc. Chị còn không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Định Nhất thì trở về cửa hàng qua đâu, cười muốn rụng răng. Lãng mạn thật, mình cũng định hôm nào đó cùng anh của cậu ăn mặc giống như vậy đi hẹn hò. Vậy mình đoán anh mình còn hăng hái hơn cậu, chắc anh ấy sẽ mặc đồng phục mẫu giáo. Nhưng mà em cảm thấy anh Định Nhất yêu chị mới chỉ có khả năng như vậy thôi. Bởi vì một chàng trai yêu một cô gái sẽ rất khó. Tình yêu ngoài bạn yêu anh ta yêu bạn ra. Quan trọng hơn là tìm được cảm giác hiện diện của bản thân trong lòng đối phương. Cái cảm giác được cần đến đó rất đáng quý. Nếu có một ngày bạn phát hiện ra anh ta không cần bạn nữa, trong cuộc đời của anh ta, ngay từ đầu bạn là người không hề quan trọng. Cảm giác đó mới làm cho con người ta đau khổ nhất, làm cho con người ta thất vọng nhất. Rõ ràng cậu chưa bao giờ yêu, sao có thể qua mặt được các chuyên gia tình trường này? Mình chưa yêu bao giờ, nhưng bên cạnh mình có một người giúp đỡ rồi. Toàn những bạn bè sống chết vì tình yêu đó thôi. Xem ra mọi người đều đã thành tinh cả rồi. Được rồi, bạn bè là bạn bè, tình yêu là tình yêu. Nếu hai người ở bên nhau, e rằng sẽ có chút lo sợ không đâu. Xin chào. Các bạn đến ăn uống hay đến để mua quà? Ăn uống, ăn uống phải không? Tiểu Kim, phục vụ cho hai bạn gái này. Dạ được, mời hai người bên này đi thông thả. Đi thông thả nha. Quang các bạn lần sau lại đến. Mời bên này. Visa đặc biệt của V-Lớp đến rồi. Xin mời. Ngã Địch, cô nhìn xem người trong quán này ngày một đông lên. Quả như là hiệu ứng của minh tinh. Anh nói khả năng tỏa sáng của tôi có thể đưa kinh doanh của quán này đi lên sao? Còn phải nói, bây giờ là thời đại mọi người đều chạy theo các ngôi sao, cứ thường thường mình thích ngồi trong quán, ai mà không muốn đến chứ? Phải rồi, MV ca khúc Tình Yêu Đầu của tôi đã được chọn địa điểm quay chưa? Vẫn chưa, còn đang chọn địa điểm. Không cần chọn nữa, quay ở đây đi.
Ê, Mai Bảo. Mai Bảo. Có chuyện gì sao? Giúp em trao lại chùm chìa khóa này cho cô Mộng. Đưa cho chị Mộng sao? Sao vậy? Em nghỉ việc rồi. Em nghỉ việc. Tại sao vậy? Vậy chị Mộng có biết không? Tạm biệt anh. Nếu địa điểm MV đã được quyết định ở cửa hàng hoa, vậy chúng ta phải biết lợi dụng lợi thế có sẵn ở đó, sắp xếp những loài hoa nổi tiếng đặc biệt lại với nhau. Một loài hoa sẽ tượng trưng cho một kiểu tâm trạng, sự vui vẻ ngọt ngào, đau khổ và mất mát trong tình yêu, thì dùng những loại hoa khác nhau để thể hiện được tâm trạng của chúng. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Tại sao? Có phải hơi màu mè không? Vì tên ca khúc này của tôi là Tình Yêu Đầu, chỉ là cảm giác lần đầu tiên yêu một người. Cảm giác đó vừa ngọt ngào lại buồn bã. Thay vào đó, tôi cảm thấy để quay về bản gốc thì hơn. Không cần phải màu mè như vậy để thể hiện được sự mâu thuẫn của nữ chính với cảm giác không nỡ rời xa. Như vậy thì phù hợp hơn với nghĩa ca khúc của tôi. Nhưng mà nếu như vậy thì bản trailer cắt ra có thể sẽ không hay. Anh nói xem, trở về hình ảnh trước đây của tôi, sau đó dùng hình ảnh bây giờ của tôi so sánh với nhau, mọi người có cảm thấy khả thi không? Đây là một ý rất hay. Thử dùng kỹ xảo quay phim xem sao. Anh yêu, anh vẫn đang làm việc sao? Em đã chuẩn bị rượu vang rồi, em đang đợi anh đó. Đạo diễn Khang, không phải đã nói đang hợp thì không được nghe điện thoại rồi sao? Chúng tôi đều đã tắt điện thoại rồi. Có thể chuyên nghiệp một chút được không? Được. Em xem anh bận quá nên đã quên mất buổi hẹn hò tối qua của chúng ta. Đồ dối trá, để cho người ta bị leo cây. Tiểu công chúa của anh, thực sự xin lỗi em. Lần này là anh không tốt là lỗi của anh. Lần sau nhất định sẽ đền bù cho em. Nhưng bây giờ em nhất định được cãi nhau với anh. Sao em không thể cãi nhau với anh chứ? Lần này do anh có lỗi với em trước mà. Em dựa vào đâu mà không cãi nhau? Anh đã hợp cả đêm rồi, bây giờ mới trở về nhà anh mệt muốn chết luôn. Em để anh nghỉ ngơi được không? Sáng sớm ngày mai anh còn phải quay MV nữa. Ngoan nào, em tha cho anh đi, có được không? Em coi trọng anh như vậy, anh lại chưa bao giờ coi trọng em. Em thấy là anh đã cùng với cái cô ngải địch đó đến mệt rồi,
Không phải em và cô ấy cũng rất thân thiết sao? Nếu anh không phải là anh chàng chơi bời thì tại sao có thể nghi ngờ anh được chứ? Ngô tiểu thư, em là một cô gái đòi hỏi cao quá rồi. Anh luôn muốn kiếm tiền để có thể hẹn hò với em. Anh không thể chấp nhận mỗi lần đi dạo phố đều do em chi tiền. Em cam tâm yêu một tên đạo diễn nhỏ không có tên tuổi như anh. Anh còn muốn cái gì nữa? Nếu em thấy trong lòng em không có anh thì em còn qua đây tìm anh làm gì? Khang Tử Duệ, em đối xử với anh tốt như vậy, anh đối xử với em như vậy có công bằng không? Lẽ nào em không biết sao? Tình yêu vốn dĩ không hề công bằng. Nếu vì một người đối tốt với em thì em sẽ yêu anh ta. Điều này gọi là trao đổi hai việc ngang giá. Nếu một người rõ ràng không tốt với em nhưng em vẫn không hề oán hận mà yêu anh ta thì đây mới gọi là tình yêu thực sự. Nói dớ dẫn, làm gì có người con gái như vậy chứ? Sao lại không có? Mai Bảo, Vivi, thậm chí cả gã địch, bọn họ không phải như vậy sao? Anh nói tới nơi lui, lòng vòng một hồi chỉ là muốn nói cái cô gã địch đó có sức hấp dẫn chứ gì. Gã địch thì sao? Người ta vì thích hàng đẹp nhất đã chọn địa điểm quay MV ở cửa hàng qua. Thậm chí cũng muốn hóa trang thành một cô gái răng hô quay trở về thời trung học để diễn trong MV. Theo anh thấy như vậy mới chính là tình yêu chân thành, mới chính là lãng mạn chân thực. Dớ dẫn, anh thấy đáng yêu đúng không? Vậy ngày mai em sẽ vào bệnh viện niềng răng, xem anh còn nói lãng mạn được không? Anh buông ra, anh đỡ em làm gì? Buông tay ra đi. Anh làm em sợ muốn chết. Ba anh buông thật sao? Đến nhà của em rồi. Sao em còn không chịu xuống xe vậy? Hay là chúng ta lượn vài vòng ở bến Thượng Hải đi? Ngốc à, chúng ta đã lượn cả đêm rồi. Vậy thì về quán rượu của anh đi. Em muốn nhìn anh làm việc. Sau đó thì em ở nhà một mình không ngủ được gì hết. Em có con gấu nhỏ rồi mà. Em thấy hết cưng nó rồi. Bây giờ em thấy cưng anh hơn. Em có mới nói cũ như vậy sao? Coi chừng ba em biết, bác ấy sẽ đau lòng. Em không cần biết là ba có đau lòng hay không. Chẳng phải có người nói ba là người yêu kiếp trước của con gái hay sao? Vậy kiếp trước em đã sống cùng với ba rồi thì kiếp này phải sống cùng với người yêu hiện tại của em chứ. Ba em không chấp nhận anh thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ được xác định. Cũng không nên cứ lo lắng hoài chuyện ba em không thích anh. Những điều này chỉ là tạm thời thôi. Từ nhỏ tới lớn, ba em luôn lo lắng cho em, thương yêu em. Tuy nhiên một ngày nào đó ba bị đối xử lạnh nhạt thì cũng sẽ thấy khó chịu. Anh yên tâm đi, một thời gian nữa thì ba sẽ thích ứng được thôi. Chuyện sau này để sau này tính đi. Ngoan nào, em vào nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay anh muốn chú Tâm làm việc. Vậy anh hôn em một cái đi. Ở đây nữa. Vậy em đi đây. Tạm biệt em. Sao không nhận tin tôi? Thực sự.
Mời vào. Mang dép đi trong nhà không? Không cần, không cần. Hôm nay các em vất vả rồi. Các em đã theo tôi đi quay hình cả ngày. Phải là chúng em cảm ơn chị mới đúng. Chị chịu quay MV trong tiệm hoa của chúng em là đã giúp em việc lớn rồi. Tôi sao? Cái đó thì dù sao cũng phải quay. Quay ở đâu cũng vậy thôi. Vậy nên em đừng có quá khách sáo với tôi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, cảm nhận của mọi người về MV này thế nào? Em cảm thấy đó là mối tình tay ba đầy đau khổ, rất là có phong cách thành thị, rất hiện đại. Chỉ có điều là em chưa yêu đương lần nào. Nếu chị muốn em nói cụ thể hơn thì em cũng không thể nói rõ được. Uống nước đi. Vậy em có cảm thấy, có cảm thấy là tôi diễn vai đó thuần thục hay không? Hay lắm mà. Nếu như vậy thì tốt. Thực ra thì người mà cái gì cũng không biết thì sẽ hạnh phúc hơn người mà cái gì cũng biết. Chúng ta đó dù sao cũng không nên tự lừa dối mình. Vậy nên nhất định phải vui vẻ. Mẹ à, con mới 20 mấy tuổi thôi. Mẹ có cần phải định sẵn chuyện hôn nhân đại sự của con sớm như vậy không? Hãy gieo rắc hạt giống tình yêu nhiều một chút. Đừng để cho những cô gái đẹp trên thế giới phải thất vọng và tuyệt vọng. Đẹp cái gì mà đẹp chứ? Con đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng có đánh vào đầu con riết sẽ bị ngốc đó. Ngày nào con cũng ham ăn miếng làm. Con có thể học hỏi theo Khang Vivi ở nhà bên cạnh không? Sao con có thể so sánh với cô ta được? Cô ấy là con gái nhưng mà nội tâm còn nam tính hơn cả đàn ông. Mẹ có thấy người bình thường nào mà một ngày có thể làm lượng cơm cho 50 người ăn không? Con nói mẹ nghe, có thể để một cô gái bộc lộ tiềm năng này thì chỉ có một câu trả lời, đó là cô ta đã phải lòng đàn ông. Đừng nói với con là mẹ không biết cô ấy yêu thầm anh của con. Chuyện cũ rồi, cũ rồi. Anh còn hâm nóng lại mối tình đầu, có hy vọng không đây? Con thấy là không có hy vọng gì hết. Con phân tích cho mẹ nghe. Đầu tiên anh ấy đã có một Khang Vivi, ngày nào cũng ở cạnh anh ấy suốt ngày. Trong lòng anh ấy có một dạng da không thể quên được, kể cả trong mơ. Sau đó thì ngải địch nhiều nhất được xem là một người đứng xếp hàng cầm thêm một con số. Con hiểu anh của con mà. Con thấy anh ấy vẫn đang chờ đến sau khi Ứng Đông từ bỏ dạng da quay lại. Sao anh con lại giống thầy Lam như vậy? Đừng đi nhặt những thứ mà người ta không cần. Đều rẻ mạt, điên cả rồi. Những người đang yêu thường đều bị điên mà. Vậy nên con trai của mẹ mới không thèm đụng tới. Mẹ nói con nghe, con mà không theo đuổi lại Mai Bảo thì tất cả những việc trong nhà con tự đi làm lấy đi. Mẹ à, hai chữ tình yêu vất vả lắm đó. Đi đi. Dạ, vậy tôi trả lời anh trễ một chút. Được, 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 cảm ơn. Khang công tử. Khang công tử à, tốt quá rồi. Khách hàng muốn tổ chức một buổi tiệc khoảng 20 người, quyết định cho chúng ta phụ trách trang trí hoa tươi và món ăn. Thật sao? Thật đó, tốt quá rồi. Thành tích thắng này của chúng ta được đảm bảo rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa đồng ý với họ. Tại sao lại không trả lời? Anh ngốc quá đi. Không phải, em nghĩ lại đi. Tiệc của chúng ta chỉ có mình em là đầu bếp. Nếu bắt em gấp rút làm món ăn cho 20 người trong vòng 2 tiếng, vậy này làm sao có thể được chứ, quá căng thẳng đi. Tiềm năng đều do được kích thích mà nảy ra đó. Em nói được là được. Em không muốn bỏ lỡ một cơ hội lớn để rèn luyện mình như vậy. Nhưng mà anh vẫn không yên tâm lắm. Hay là em gọi Tiểu Bốn Mắt tới giúp đỡ đi. Anh thôi đi. Đây là tiệm của chúng ta. Công việc làm ăn không phụ thuộc vào gia đình từ thời tổ tiên đời thứ nhất rồi. Em không muốn trong kỷ niệm của em sau này có 4 chữ bốn mắt bìm bịp này. Anh cười cái gì? Không có gì, anh chỉ là cảm thấy lòng dạ của phụ nữ thật khó hiểu. Anh tưởng em sẽ không tính toán nhanh sao? Em nói anh nghe, em sẽ lấy 3-7. Không thành vấn đề. Anh đứng ngay ra đó làm gì mà đừng gọi điện thoại đi. Phải rồi, ngày mai anh và Ngải Địch sáng tạo cuộc hẹn hò kỷ niệm mối tình đầu lần thứ hai đi. Anh đừng có đi trễ, và để lại ấn tượng đẹp cho người ta đó. Vậy ngày mai phải đi rồi, em không sao thật chứ? Em nói rồi, sao bây giờ anh giống như con gái vậy? Do dự ấp úng. Em nói được là được mà. Ngày mai anh hẹn hò không được thì tối không được về đâu. Được rồi. Con xem chuyện tốt mà con đã làm này. Tự nhiên lại làm ra chuyện đầu trộm đuôi cướp này.
Con có biết những cái đồng hồ này quý giá thế nào không? Đường đường là con gái của Ngô Vũ Đình ta mà suốt ngày cứ đi cùng tên đạo diễn lỗi thời. Sau đó vì giúp đỡ hắn quay phim mà hèn hạ lấy những món đồ mà ba sưu tầm đem đi bán. Con ném sự gì của ba đi đâu vậy? Tình đầu, tình đầu. Tại sao mối tình đầu có thể làm cho một người thay đổi đến nỗi khinh thường như vậy? Con ti tiện thì đã sao? Từ nhỏ ba đã chưa bao giờ đánh con. Ba còn nói là ba thương con nhất mà. Con muốn làm gì vậy? Con muốn bỏ nhà đi sao? Ba nói cho con biết, con đừng tưởng là ba không thể không có con. Ba nhìn đi, tiểu tam tiểu tứ của ba, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đều ở đây đó. Con không đụng tới bất cứ cái nào hết. Xin lỗi, ba trách nhầm con rồi. Cục cưng ba xem nào, ba đừng có động vào con. Đều gì cái tên Khang Tử Duệ đó. Trước khi con chưa quen cậu ta, hai ba con chúng ta đâu có bao giờ cãi nhau chứ. Cái này không trách Khang Tử Duệ được, sao mà không trách cậu ta chứ? Con bị tình yêu làm choáng váng đầu óc rồi. Con xem sau khi con quen cậu ta, con đã trở thành người như thế nào. Con hoàn toàn trở thành một cô gái mà ba không quen biết. Ba muốn những cái đồng hồ này để làm gì chứ? Ba cần nó làm gì? Ba cần đó làm gì? Tổng giám đốc Ngô, ba à, con đừng có động vào ba. Ba à, ba cho Tử Duệ một cơ hội đi. Ba kiên nhẫn làm quen với anh ấy một chút đi. Ba à, tình yêu rất trong sáng. Nó hoàn toàn không giống như việc làm ăn. Con tưởng là kinh nghiệm cuộc sống của con nhiều lắm hay sao? Ba nói với con này, làm việc làm ăn thì tất cả đều chỉ cần niêm yết thực tế để lấy được hợp đồng. Vậy thì sẽ trong sáng hơn cả tình yêu. Từ nhỏ ba đã cho con đến trường quốc tế để học, hy vọng là con có thể quen với những người có tố chất. Nếu như hôm nay con đã ở cùng với Ứng Đông, ba sẽ chẳng thấy lo lắng gì. Con và Ứng Đông đã thua vào duyên phận từ lâu rồi. Vậy con có duyên phận với Khang Tử Duệ sao? Cậu ta là một lãng tử tình trường như vậy, sẽ vì một cô gái không bằng thế sự mà dừng lại sao? Ba không hy vọng một ngày nào đó đừng đừng là con gái của Ngô Vũ Đình ta lại đi ghen bóng ghen gió với những cô gái lỗi thời. Chờ tới khi con mất hết cả tôn nghiêm, mất hết cả sự kiêu ngạo và sự tự tin của con, thì con sẽ đau lòng như thế nào? Ba tuyệt đối không cho phép Khang Tử Duệ phá hoại mối tình đầu quý giá của con gái cưng của ba. Ba ra lệnh cho con phải chia tay nó ngay lập tức cho ba. Con sẽ không đâu. Tử Duệ sẽ yêu con cả đời này. Con tuyệt đối không rời bỏ anh ấy. Con sẽ kết hôn cùng với anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu mà con tự lựa chọn. Cho dù sau này xảy ra chuyện mà ba nói, con cũng sẽ không hối hận. Con cam chịu. Được, ba thấy con đã ăn phải quả cưng rồi mới hạ quyết tâm như vậy. Cho dù thế nào đi nữa, nếu con không chia tay với Khang Tử Duệ, thì ba sẽ dùng mọi quan hệ và thủ đoạn để nó biến mất trong giới đạo diễn. Ba à, có lẽ bây giờ con sẽ hận ba, nhưng mà có một ngày con sẽ hiểu, ba làm như vậy là để bảo vệ cho con. Quyết, đi lấy đá lại đây. Lấy khăn lông để cho An Phách đắp mặt. Dạ, anh đứng lại đó. Con không muốn đắp mặt gì hết. Con muốn để mặt sưng như vậy mà đi khỏi đây để mọi người đều nhìn thấy. Đường đường là Ngô Vũ Đình, sao lại ngược đãi con gái con ấy như vậy? Em bị sao vậy? Khóc cái gì? Ai bắt nạt em? Ba muốn chúng ta chia tay. Ba nói là nếu em không chia tay anh, thì ba sẽ làm anh biến mất khỏi giới đạo diễn. Trước giờ em chưa từng thấy ba dữ như vậy. Từ nhỏ tới lớn ba chưa từng đánh em. Hôm nay ba lại đánh em rồi. Thực ra em buồn như vậy thì ba em cũng rất đau khổ đó. Anh không muốn làm khó cho em nữa.
Chúng ta chia tay đi. Một mình anh tự do tự tại, cũng không muốn bị người khác khinh thường. Em không muốn chia tay anh. Em xin anh đừng chia tay em. Em không muốn rời xa anh. Em đừng có như vậy. Anh cũng không nỡ chia tay em. Thật sao? Thật đó. Vậy ba em phải làm sao? Anh cũng không biết. Hay là như vậy đi, chúng ta cứ giả vờ chia tay, sau đó âm thầm yêu nhau. Như vậy thì ba em sẽ không biết, ba em cũng sẽ không làm khó anh nữa. Em muốn anh đừng là một đạo diễn thế hệ mới mà chơi trò tình yêu bí mật với em sao? Em đang thử thách lòng tự trọng của anh sao? Tự trọng gì chứ? Lẽ nào nó quan trọng hơn cả tình cảm của hai chúng ta sao? Đúng vậy, rất quan trọng. Từ khi chúng ta yêu nhau đến nay, anh chưa bao giờ từng thỏa hiệp nào vì em hết. Trước giờ đều là em chịu theo ý anh hết lần này đến lần khác. Từ bỏ nguyên tắc của em, từ bỏ cái lòng tự trọng của em. Anh chỉ lo cho thể diện của anh. Trước giờ anh không quan tâm em gì hết. Nói trắng ra thì anh chưa đủ yêu em. Cái đó không liên quan gì đến yêu hết. Anh không muốn thỏa hiệp với em một lần sao? Đúng vậy, anh ích kỷ quá rồi. Chào mọi người, cho hỏi ngã địch có ở đây không? Anh là Hàng Định Nhất sao? Phải, tôi là Hàng Định Nhất. Ông chủ gọi chị Ngã Địch đi họp rồi, không biết khi nào mới về. Đây là mảnh giấy chị ấy gửi cho anh. Vậy tôi ở đây chờ cô ấy một lát. Dạ được. Lớp trưởng, em chờ đợi anh mấy năm nay rồi. Anh có thể chờ em mấy tiếng được không? Tiểu Ngã vô địch. Hai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Đi thôi. Anh Hàng, chúng tôi ra ngoài ăn cơm trước. Anh có muốn chờ thêm lát nữa không? Dạ. Nước sôi thì bỏ vào rau. Dạ được. Tiểu Kim à, anh Định Nhất bận quá nhỉ? Khang công tử, anh về rồi, anh không đi hẹn hò với Ngã Địch sao?
Sao lại về sớm vậy? Về lớp lần đầu tiên nhận đơn đặt tiệc lớn, sao anh có thể không về? Với lại bây giờ không có việc gì quan trọng hơn việc này hết. Có cần anh giúp gì không? Vậy đi rửa sao củ quả đi. Ừ. Thế nào? Ngon lắm.